cái em mới gọi điện về cho mẹ em, cái em mới gọi điện về cho chồng em, thì chồng em lúc đó cũng đang đi làm, rồi nghe nói trời sao không báo anh, cái tức tốc mới là chồng em chạy tới bệnh viện, rồi mẹ chồng em cũng chạy ra, nhưng mà em cũng may mắn cái là bên nhà chồng của em á là bác sĩ nhiều, cho nên mà em gọi điện về cho những bác, cho những cô dì chú bác của em á, thì họ nói là nồng độ beta cao không không có nghĩa là sẽ thai ngoài tử cung, tại vì do cái cơ thể của người phụ nữ đó nữa, vô bác em siêu âm, bác em làm mọi thứ cho em, bác em nói ủa nó cái thai bình thường mà đâu có gì đâu, ai nói cháu vậy, ai nói con vậy, ôi trời ơi chị ơi thật, giống như là mình lại khóc một trận nữa mà dạ, có gì khóc một trận nữa mà bị hạnh phúc nó đối lập với lại một cái cảm giác là bữa thứ sáu em ngồi em khóc ngoài đó, em khóc nghiêng tưng mấy chồng trong bệnh viện luôn, xem gọi báo hết cả gia đình của em ai cũng vui. Dạ lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến hai chị rất là xinh đẹp ngày hôm nay mà em có cơ hội được nói chuyện cùng, và xin cho Thu Nga xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt trước màn ảnh nhỏ. Mình tên là Dương Thị Thu Nga, năm nay 27 tuổi và em đang chăm sóc bé ở nhà và kinh doanh công việc tự do. Bắt đầu từ hành trình mang bầu, đúng hành trình mang thai. Cái cơ địa của em á thì có một cái trắc trở là năm em vừa khoảng gần 20 tuổi thì em phát hiện ra trong cái buồng trứng của mình á có một cái khối nang, mình buộc là mình phải là cắt một bên buồng trứng. Tức là lúc mà đi khám tiền hôn nhân á, dạ mình đúng mới rồi. Biết. Dạ đúng rồi. Lúc đó hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ hai em quen nhau cũng khá lâu rồi chị, cũng là 5 năm rồi. Tìm và hiểu nhau là anh cũng không có biết. Dạ đúng, em cũng không biết và anh cũng không biết luôn. Và khi mà bác sĩ báo em là phải cắt một bên như vậy thì cái tỷ lệ mang thai của em là chỉ được so với một người phụ nữ bình thường là 50-50 thôi. Đúng rồi. Dạ. Lúc đó thì mình cũng mới lớn đó chị, mình cũng rất là sợ, mà nhà chồng em thì cũng là người Bắc, ông xã em là cũng lại là con trai cả. Cho nên là tự nhiên mọi thứ với mình nó cũng là cũng như là nó tối đen vậy đó. Gọi là cả thế giới chống lại. Dạ đúng rồi. Thì lúc đó thì em có nói với ông xã em và Kim nói với nhà chồng em, nhà chồng em nói đâu có sao, thì cứ cưới, không sinh được thì thôi. Và ông xã em cũng sẵn sàng là tiến hành mọi thủ tục đám cưới luôn, chứ không có một cái gì trắc trở hết. Hai vợ chồng cũng nói với nhau là sẽ không nhờ vào sức của ba mẹ mà sẽ tự lập. Thì tụi em cũng có một kế hoạch với nhau luôn, biết là mình cơ địa mình cũng đã như vậy đó, cũng khó khăn như vậy, nhưng mà tụi em vẫn có một kế hoạch, nghĩa là mình vẫn phải xây dựng ổn định mọi thứ thì mình mới dám có em bé và để cho mình lo chu toàn nhất cho em bé. Thì tụi em 2 năm sau luôn, khi mà đã có được căn nhà riêng rồi, đã có công việc ổn định rồi thì em mới bắt đầu thả. Thì may mắn lắm chị, thật sự là rất may mắn khi mà em thả, chỉ vỏn vẹn hình như là em nhớ là đợt đó là đợt 2 tháng 9, thì khi mà em đi về Tây Ninh chơi, đi về quê mẹ chồng chơi thì em thả có một khoảng 2-3 tuần sau là em đã nghe là mình có kết quả rồi. Dạ. Tính ra không có cản trở. Dạ. Dạ đúng rồi, là có nghĩa là có kết quả là một tháng sau khi mà mình đã trễ kinh hết một tháng đó thì mình mới phát hiện ra là sao tự nhiên mình đã trễ kinh rồi, và khi mà em thử thai thì em phát hiện là em có thai thật. Trời, lúc đó cảm giác làm sao? Trời ơi, cảm giác thật sự là trời, giống như là em chỉ muốn hét lên thôi đó, mà thật không dám hét vì muốn làm bất ngờ cho mọi người. Chỉ đứng giống như là mình đứng trước gương mình khóc xong rồi mình tự nói chuyện với em bé thôi. Dạ, em ơi, khóc lúc rất đó là nhiều. Có nghi ngờ cái que thử thai không? Dạ không, em không nghi ngờ đâu, em thử lần 3 cái lần em không nghi ngờ. Em không nghi ngờ đâu, em thử lần 3 cái lần em không nghi ngờ. Em ơi, thử lần 3 cái là nghi ngờ đó. Đúng rồi. Thế cái đó là nghi ngờ đó. Cho ông xã em 3 cái que hay 1 cái que? Dạ không, em đâu có đưa đâu chị, em làm bất ngờ em, nhưng mà em vẫn là mình đi khám lại xem cái thai đó có ổn định trong cơ thể mình không. Thì lúc đó thì chị em có đi tới bệnh viện thì bác sĩ báo em á là sao cái nồng độ beta cao quá. Chị em nghi ngờ chị bị thai ngoài tử cung. Rồi xong rồi bác mới nói em là thôi bây giờ em về báo với gia đình đi, có gì thứ hai quay lại phẫu thuật. Ôi trời ơi, em ra mà em chỉ khóc như một dòng sông ở ngoài bệnh viện. Tại em đó em đi một mình. Dạ em đi một mình thôi. Vẫn còn giấu gia đình. Dạ vẫn còn giấu gia đình, ngay cả mẹ ruột của em luôn là em giấu hết luôn. Em đi ra ngoài em khóc như một dòng sông, ai cũng nhìn em hết. Người ta lại tưởng cái cô này lại bị lừa gạt. Dạ, rồi bị lừa gạt. Xong bị lừa. Bị mất ngựa tri phong xong rồi. Em khóc như một dòng sông, có nhiều người lại hỏi ui em sao gì này nọ kia. Cái xong rồi cô, có một cái cô ngồi gần đó, cô nói là con gái cô cũng như vậy đó, cũng như vậy, nhưng mà khi mà đi khám ở những cái bệnh viện khác thì họ nói là không có, thôi con cứ gọi cho gia đình xem sao. Nó tự nhiên cái mình ở đâu cũng giống như một quý nhân lại giống như nhắc nhở mình, nó có điềm vậy đó. Cái em mới gọi điện về cho mẹ em, cái em mới gọi điện về cho chồng em. Thì chồng em lúc đó cũng đang đi làm. Rồi nghe nói trời sao không báo anh. Cái tức tốc mới là chồng em mới chạy tới bệnh viện, rồi mẹ chồng em cũng chạy ra, nhưng mà em cũng may mắn cái là bên nhà chồng của em á là bác sĩ nhiều, cho nên mà em gọi điện về cho những bác, cho những cô dì chú bác của em á, thì họ nói là nồng độ beta cao không có nghĩa là sẽ thai ngoài tử cung, tại vì do cái cơ thể của người phụ nữ đó nữa, vô bác em siêu âm, bác em làm mọi thứ cho em, bác em nói ủa nó cái thai bình thường mà đâu có gì đâu, ai nói cháu vậy, ai nói con vậy. Ôi trời ơi chị ơi thật, giống như là
mình lại khóc một trận nữa mà khóc vì hạnh phúc. Khóc một trận nữa mà vì hạnh phúc, nó đối lập với lại một cái cảm giác là bữa thứ sáu em ngồi em khóc ngoài đó. Em khóc nhảy tưng 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 đến trong bệnh viện luôn, xem gọi báo hết cả gia đình của em, ai cũng vui mừng hết. Bạn kể mà từ cái hành trình đau khổ khi mà tiếp nhận một cái hung tin về cái bào thai của mình, tới cái niềm hạnh phúc của bạn khi mà chắc chắn cái em bé ở trong bụng nó an toàn rồi. Là bản thân em cũng hạnh phúc lây luôn á. Không, nhưng mà chị có cảm giác là bạn nhỏ này kiểu vậy nè, ô con không có đến dễ vậy đâu, con phải cũng phải thử thách, tôi cũng phải làm nư tôi một cái, tôi kiểu vậy. Vậy thì trong cái quá trình mà dưỡng thai á, còn nư còn nết nữa không? Dưỡng thai, tại vì khi mà em mang bầu á, em biết mình mang bầu, với là trước đó thì em cũng có tham gia các hội mẹ bỉm nè, rồi em cũng đọc sách rất là nhiều, cho nên là em kiến thức em cũng có, với là em nghiêng về cái gọi là thai giáo đó chị. Đó thì khi đó thì em bé em cảm thấy rất là ngoan. Chỉ có ở tuần thứ 6, tuần thứ 7 do em làm việc nhiều quá thì em bị động thai và có nguy cơ sảy thai. Một buổi sáng em ngủ dậy thì em thấy cái giường của mình đó nó bị ra huyết. Rồi cái em đi khám thì bác em bảo là dọa sảy thai. Bây giờ kêu em là 2 tuần tiếp theo không được làm gì hết, ở yên trên giường. Nếu mà được luôn á, treo thì làm cái chân ơn, không có, lấy cái bô để cái bên giường đi tại giường luôn giùm tôi một cái. Đó, bác em nói như vậy để cho nó cái thai nó được ở yên trong mình, nó đã bám vào cái thành thai đã. Rồi muốn làm gì đó sau tiếp thì làm. Chị thấy em á, Kim bây giờ em sanh xong rồi mà em vẫn rất là đẹp. Vậy thì trong cái quá trình em mang bầu em có giữ gìn cái gì để cho cái cân nặng của mình nó không có tăng nhiều không, hay là như thế nào? Ví dụ mình hỏi cái đẹp khác được không? Mình có hỏi cái đẹp cân nặng được không? Tại đây đẹp quá. Dạ nè, không khen đi. Không sao đó. Dạ cũng may mắn lắm chị Lan. Em mang bầu á là em chỉ lên cân em vào em bé thôi, em không lên cân cho em nhiều, mà da dẻ của em không rạn da, rồi là chỉ tăng bụng thôi, tay chân này nọ bình thường, mà thậm chí đến tháng thứ 7, tháng thứ 8 người ta mới biết em có mang bầu cơ. Rồi em còn được mời cả đi chụp ảnh bầu với lại quay clip chống rạn da nữa mà. Đó, tôi nghĩ lắm. Nghi lắm, nhìn tướng tá như vậy là chắc chắn là sẽ có làm mẫu rồi. Dạ. May mắn lắm chị, không có bị gì hết, chắc là em được nhờ một phần cơ địa của mẹ em á, cho nên là bầu lên cũng vẫn rất là đẹp. Chỉ là có da mình hơi sạm đi thôi, tại vì mình thay đổi hóc môn với nội tiết tố thôi. Còn lại là tăng, em cũng ăn uống theo khoa học đó, giống như là mình uống sữa tươi không đường nè, rồi mình ăn những cái thứ không ăn tinh bột, không ăn đường quá nhiều nè, cho nên mình không có nào mập vào mẹ, mập vào hết em bé luôn. Dạ. Vậy thì cái hành trình đi sanh của mình nó có đơn giản nhẹ nhàng không? Có đẹp đẽ không? Đêm đó em ngủ thì tầm khoảng là 10 đến 11 giờ tối thì em thấy là mình ra máu báo sanh. Rồi em mới gọi ông xã em. Là đúng ngày dự sanh chưa? Dạ, lố ngày dự sanh 5 ngày đó chị. Dạ, bà cũng lì lắm chị. Lúc đó em cũng nói là ủa sao giờ chưa chịu ra, nó vẫn cứ nói chuyện chưa chịu ra nữa. Thôi không muốn ra thì cứ ở chổng chơi đi, nếu mà con thích như vậy đó. Em cũng chọc ghẹo bằng ý như vậy đó. Thì lúc đó là ông xã em cũng đang ngủ. Em khều khều qua em nói anh ơi em có dấu sanh rồi em đi đẻ. Ông xã em mơ mơ màng màng, ông xã em kêu đẻ gì, ai đẻ giờ này, đẻ cái gì mà đẻ hả? Trời ơi chị, sao anh nghe ngược vậy? Trời ơi chị, mơ mơ màng màng chị. Cái mới nói anh em đẻ, em đi đẻ nè. Mới tá hỏa giật mình vậy. Ủa đi đẻ hả? Đẻ quan, tôi không muốn phá gia ca người khác đâu, nhưng mà đó, vợ thì có một bà thôi mà đang mang bầu, mà hỏi ai đẻ. Mà khi vợ kêu đi đẻ mà cái câu bật lên đầu tiên trong đẻ gì là ai đẻ, đẻ gì, ai đẻ, đẻ gì mà giờ này. Vậy là anh có mấy giờ nó chết rồi. Nhưng mà lúc đó chắc em cũng không để ý, chứ dạ, em mắc cười không để ý nha. Chị em mắc cười mà lúc đó thì mình cũng chưa có con thắt cái gì hết, cũng chưa có đâu gì hết, thì chỉ có dấu máu báo như vậy thôi. Thì em cũng nói là em đẻ chứ ai đẻ, dậy đi gọi cho mẹ đi nè. Bắt đầu ảnh bật dậy mà ổng làm thấy ghê lắm chị. Ổng làm cứ như là ổng đi đẻ chứ không phải là em đi đẻ. Ủa dạ. Anh làm trận gì mà trước đó thì rất tỉnh, sau đó thì hơi lố. Sau đó thì lố lắm chị, bật dậy xong rồi làm gọi điện lên. Ủa đẻ hả trời ơi chết rồi, giờ sao em. Cái nó anh gọi cho mẹ đi, anh gọi cho mẹ đi. Nó mẹ nào đó, biết tôi vậy lắm. Tôi vừa định hỏi là có hỏi cái mẹ nào. Em nói mẹ em chứ mẹ nào, tại vì nhà em là gần kế bên nhà mẹ ruột của em, tại vì tụi em mua gần đó để cho mẹ em tiện chăm sóc cho em với lại em bé đó. Mẹ em chứ mẹ nào nữa giờ này. Cái mẹ nói ha ok. Cái xong rồi anh mới lấy điện thoại, anh gọi cho mẹ em rồi lấy hết hành lý, tại vì anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Anh lấy ra, lấy mọi thứ ra, xong rồi anh đèo em với mẹ em đi lên bệnh viện. Và khi mà đi lên bệnh viện thì giống như là càng đi trên đường đi thì em càng
cơ thể em nó càng nóng lên, nó càng bị sốt. Thì em cũng nói là không biết tại sao mà tự nhiên người nó mệt quá, mà nó sốt cao mà lại rất là khó thở nữa chị. Dạ. Cái em đi đến bệnh viện thì bác sĩ lại đo thân nhiệt, thì họ đo tim thai, họ làm những cái thủ tục trước khi mình đi sinh. Họ mới nói là sao là mẹ bỉm, mẹ bầu này là có vấn đề bị sốt cao. Rồi bác sĩ mới nói là không có được, không, cái này là phải có vấn đề gì rồi. Thôi mình đi xét nghiệm máu đi. Cái xét nghiệm máu cũng nằm khoảng là nửa tiếng, một tiếng đó chị. Thì không, khoảng tầm 45 phút là cái xét nghiệm máu họ ra. Cái bác sĩ báo em là em ơi em bị sốt xuất huyết rồi. Trời, cái gì mà đoạn trường vậy trời. Trời ơi chị, ác ghê luôn chị. Chích, nó cắn em rồi, nó chích em ngay cái lúc mà em mang bầu đi đẻ chị. Mà phát hiện ra mình chích xuất huyết. Bác mới nói em là thôi bây giờ nằm uống nước đường, uống nước nhiều vô để cho nó hạ sốt, chứ cũng không cho em uống thuốc hạ sốt rồi chị, tại vì mình cũng gần đi sinh rồi. Rồi em cũng không ăn uống thì được luôn, mà em cứ nằm là mỗi lúc mình càng mệt hơn, mỗi lúc mình càng giống như là mình càng giống như mình được đường chị, em rất là em không còn sức gì nữa luôn. Rồi cái lúc đó là tử cung em cũng đã nở 3-4 phân rồi, cái mới là chuyển vô cái phòng mà gần để gặp bác sĩ Sanh của mình á, thì em càng là sốt cao nữa, 39 độ mấy luôn, 39 độ rưỡi luôn. Rồi bác mới nói là lúc mà em sinh á là em sinh ở bệnh viện Mekong. Thì bệnh viện Mekong mới liên hệ với bác sĩ mà bữa giờ chăm sóc cho em với lại đỡ đẻ em á, thì bác sĩ đó mới nói là bây giờ là ca này cũng là ca sốt xuất huyết cấp vậy á, là rất là nguy hiểm cho mẹ với con, thôi bên mình chắc phải chuyển viện. Thì em ngồi em nghe những bác sĩ nói với nhau như vậy đó, người ta thì cái bên người ta vẫn đẻ em mầm bình thường, em vẫn nghe là bắt các bác sĩ kêu ừ ra đi rặn đi này nọ kia, nghe tiếng bé khóc luôn. Mình thì mình nằm mình nghe là cái gì mà sốt xuất huyết, sao em ngồi em suy nghĩ sao nó, ủa sao con đường có con đoạn của mình trường. Nó chen nang dữ vậy, rồi sao rồi. Dạ, rồi cái lúc đó thì bác mới là gọi điện, em nghe em có nghe là bác của em đi, bác sĩ của em mà đi vào, thì bác sĩ của em mới có liên hệ với bên Từ Vũ, thì Từ Vũ họ mới nói là nếu mà sốt xuất huyết cấp như vậy mà sản phụ người ta đang sốt quá cao là bên trong chắc cũng là sốt huyết nội rồi. Thôi bây giờ là phải chuyển viện, nhưng mà không, Từ Vũ không nhận được, tại vì nếu mà Mekong mà qua Từ Vũ là sẽ mất một đoạn đường khá xa, đi trên đường là sẽ có nguy cơ tử vong cả mẹ và con. Trời đất ơi, là mình nằm bên ngoài mình nghe hết rồi chị, ác vậy đó chị, nghe hết luôn. Trời ơi, khóc như mưa, em lại tiếp tục em nằm khóc tiếp mà vừa đau lúc đó là càng khóc là càng sốt đó. Dạ, cứ 3-4 phút là nó quặn lên một lần, cứ càng ngày nó càng quặn, cái cường độ nó càng mạnh càng đau, mà mình là bị tâm lý nữa là mình lại khóc nữa. Rồi bắt đầu mới là bên đó họ mới liên hệ với lại bên bệnh viện Gia Định á, bên đó họ nhận em, tại vì cái tuyến đường Mekong đến Gia Định nó cũng gần á. Rồi họ nhận, rồi cái bệnh viện mới là liên hệ với người nhà của em vào trong, thì cũng báo cáo y chang tình trạng vậy. Rồi bắt đầu em nghe cái xe cấp cứu gì đó đẩy, bắt đầu đẩy em ra, em mê man rồi đó, bắt đầu em đã gần giống như liệm đi rồi đó. Rồi em đi đẩy em ra, bắt đầu đẩy lên xe cứu thương, đẩy lên xe cứu thương nằm, mà cái cô đi chung với em á, cô liên tục cô đánh thức em, cô hỏi em, cô cho em là giống như mình quạo cổ luôn chị. Em nói sao chị hỏi em nhiều quá vậy, em đang đau mình. Không được, không được, em phải trả lời chị, em tên gì, nhà em đâu, chồng em tên gì, em làm gì, bé bao nhiêu ký rồi, chị hỏi em rất là nhiều. Nhiều khi là giờ em mình cũng phải cảm ơn đến những người đó, họ đánh thức á. Dạ, họ đánh thức em á chị, em phải không trả lời em họ. Liệm đi không, hoa là em sẽ liệm đi. Và lúc đó là họ cứ đo cái nhiệt độ liên tục của em, họ nói là chết rồi, 39 độ 75 luôn rồi, gần 40 độ luôn rồi. Cái bắt đầu mới là em thấy giống như là em nằm chợp mắt cái là em mới tới bệnh viện rồi đó, nó cũng khá là gần. Cái em tới thì mới là gặp cái bác sĩ đó, bác sĩ đó ra cũng nói là sao mà nặng quá vậy. Bác anh mới kêu gia đình em á là bây giờ là cái trường hợp này là mình phải ký giấy cam kết chọn mẹ hoặc chọn con. Nhưng mà em cũng tỉnh chị, em cũng nói với là nhà của em phải chọn con nha, không được chọn em. Nhưng mà nhà của em thì nói là chọn em chứ không chọn con. Xong rồi lúc đó thì người nhà của em vẫn ký là chọn em chứ không chọn con. Thật sự lúc đó là em rất là gọi như là có nghĩa là mình mất hết hy vọng rồi đó chị. Bác sĩ nói là bây giờ là em không thể nào mà em sinh mổ được đâu. Em phải sinh thường 100%, em phải gây tê sống nè, làm mọi thứ sống hết, tại vì sốt huyết nội bên trong bác sĩ không thể nào chích thuốc được, không thể gây tê ngoài màng cứng cho em được. Cái lúc đó là em chỉ biết là thôi có thể có gì thì hai mẹ con chết cùng nhau luôn, chứ nếu mà bé chết em cũng không sống nổi. Mặc dù mình chưa gặp con gì hết, nhưng mà con cũng đã trong bụng mình 9 tháng 10 ngày như vậy, mình thai giáo với con, mình làm mọi thứ cùng con hết, cho nên là em rất là thương em bé. Lúc đó thì em có trách chồng em lại nữa, tại sao là ký giấy chọn em mà không chọn con như vậy. Cái ông xã em mới nói là con thì khi nào cũng có lại được, bé không, nó không có duyên với mình thì thôi, mình nhà là ai cũng chọn em hết thôi, không nói nữa. Là lúc đó là em có sốt gần 41 độ luôn rồi đó, 40-41 độ luôn. Thì khi vào thì bác sĩ đó cũng vẫn rất là nhẹ nhàng, bác sĩ nó mới kêu là em ơi bây giờ em ráng lên nha, mình tử cung mình đã mở rồi đó, mà em là có bị sốt huyết nội nữa, mình ráng lên.
nếu mà mình không sinh được á thì thôi, cô phải làm nhanh để cô lấy bé ra. Thì cái lúc đó em mới nói là cô ơi, bây giờ con đau quá rồi, cô mổ bé lấy ra được không? Thì em nghĩ là khi mổ bé lấy ra thì bé có cơ hội sống hơn. Cô nói không được, con bị sốt huyết trong rồi, mình mổ, cô mổ vô làm sao mà được. Bây giờ cô, con làm theo lời cô nói như thế nào con làm theo như vậy. Mình ráng lên nha, vì em bé nha con, ráng lên nha. Thật sự là cô đó là giống như là em bây giờ khi mà em nhớ lại, giống như là một người là quý nhân của em luôn á. Không hề biết em, không hề chăm sóc em mà vô vẫn rất tận tình với em luôn. Khi mà cổ vô như vậy thì cổ nói là ca này là rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà trắc trở gì á thì nếu mà cô phải buộc phải bỏ bé đó thì mình cũng ráng lên nha em, cũng an ủi mình như vậy. Rồi cũng liên tục giục em đừng có liệm đi nha, em đừng có nhắm mắt lại nha, mở mắt ra nha. Thì lúc đó thì bác mới nói là bây giờ sinh nha, nở ra hết rồi, bây giờ mình sinh nha. Em rặn hồi đầu tiên em rặn rất là mệt, em không có sức gì nữa luôn chị. Thật, em không có sức gì hết, tại vì mình đã sốt cao, em không ăn gì cả ngày luôn, không ăn được gì hết. Rồi cái rặn lần thứ hai vẫn không ra nữa, nhưng mà em cảm thấy nó đau còn hơn như vậy nữa. Rồi em mới nói là bác ơi, bây giờ con không chịu nổi nữa. Mà em bé nó cảm thấy là nó đã đi xuống rồi đó chị. Cái bác mới kêu là em ơi, bây giờ là em bé đã xuống rồi, bây giờ em không rặn ra được nữa là em bé nó bị nghẹt thở, nó nằm ở dưới cái cổ tử cung của mình rồi. Rồi em không biết sao chị, tự nhiên em dùng hết mọi sức luôn. Lúc đó là mình vẫn sốt nha, nhưng mà em vẫn dùng hết mọi sức của mình luôn. Em rặn một eo nữa là tự nhiên em bé nó ra, mình nghe một tiếng khóc của em bé luôn. Cái em hả, em như là gọi như là dạ sống dậy luôn á chị. Và em biết mình vẫn còn sống, nhưng mà mình vẫn có nghe một tiếng em bé khóc lên. Mà mình biết được trong phòng nó chỉ có một mình thôi nè. À con mình đây nè. Em khóc như mưa luôn. Mà không biết tại sao mà giống như là có một cái gì đó gọi là một cái may mắn nữa cho em á. Tự nhiên khi mà vừa bé vừa ra như vậy đó, máu dơ ọc ra hết, bác làm này nọ cho em là em hết hẳn sốt luôn, em không còn sốt nữa luôn. Và khi em bé kề đưa mặt, bác sĩ đưa da kề da cho em là em không còn có gì, em không hề sốt nữa. Đo nhiệt độ nói ủa sản phụ này hết sốt rồi nè bác. Bác nói ủa sao hay vậy, con giỏi quá đi, con rất là giỏi, con sốt cao như vậy mà con rặn ba phát là ra, con rất là giỏi luôn đó, cô rất là ngưỡng mộ con luôn. Cô còn nói như vậy nữa. Thực ra thì khó để nói lắm, những cái biến chứng trong thai kỳ. Ngay cả các bác sĩ chuyên khoa thì người ta cũng không thể nói rằng là họ đã nắm hết các cái kịch bản sinh của các bà mẹ đâu. Tuy nhiên nó có những cái điều nó thuộc về sự kỳ diệu của cái hành trình làm mẹ và cái liên kết giữa người mẹ với đứa con. Có điều trong câu chuyện của Nga thì chị nghĩ rằng là nó không đơn giản là cho chúng ta một cái hành trình làm mẹ nữa. Với câu chuyện của bạn thì chúng ta sẽ tự nhận thấy là trong cuộc sống này có nhiều lúc mà chúng ta phải lựa chọn một cái gì đó đó. Dạ đúng rồi. Thì hãy cứ chọn theo cái sự hợp lý nhất tại thời điểm đó thôi. Thực ra em đã trách gia đình là tại sao lại chọn em, nhưng mà thực ra với cái cương vị của chồng và của gia đình, họ đủ lý do để chọn em. Dạ đúng rồi. Nhưng cái trải nghiệm của em thì dĩ nhiên là em sẽ chọn con em. Ai cũng có lý do hết. Nhưng mà chị nghĩ là cái sự kỳ diệu của hành trình làm mẹ nó là những cái vấn đề như thế này. Riêng bản thân Lan thì Lan xin dành một cái lời cảm ơn về cái sự dũng cảm của bạn trong cái giây phút đó, để mà giữ cho em bé được an toàn và kéo theo đó là mình cũng an toàn luôn. Dạ đúng rồi. Rất là cảm ơn bạn. Và ngay tại cái thời khắc mà em bé ra đời như vậy thì cái cảm xúc của chồng mình lúc đó như thế nào? Còn nhớ không? Lần đầu tiên, dạ có, em có thấy mà. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà em thấy ảnh khóc. Ảnh đứng kế bên, ảnh nắm tay em và anh nói liên tục với bác sĩ là bác ơi vợ con có sao không, mà anh không hề hỏi là con của con có sao không. Bác ơi vợ con có sao không, sao vợ con nóng quá vậy nè bác, vợ con có bị liệm đi không bác. Liên tục nói như vậy, em ơi em nghe bác sĩ nha, em nghe nha em đừng có liệm đi nha, đừng có nhắm mắt lại nha, anh rất là sợ. Và lần đầu tiên là anh nắm chặt tay em mà em đau tay luôn á, và anh khóc. Khi mà con ra anh cũng lên anh khóc, rồi như một đứa trẻ và anh chạy ra ngoài, mà phòng cấp cứu mà anh chạy ra ngoài người ta đâu có cho đâu chị. Anh chạy ra anh nói trời ơi mẹ ơi Nga sinh rồi, 3kg 250 bé gái nha mẹ, bé gái 3kg 250 nha. Em lần đầu tiên cảm thấy là mình á, một người phụ nữ mà đã chọn được đúng người như vậy. Vậy rồi giờ sau cái cú mà chết đi sống lại đó, rồi giờ sống xong rồi chăm đứa nhỏ làm sao với hàng loạt những cái vết thương toàn là may sống với rạch sống vậy thôi. Dạ đúng rồi. Không chị, còn nữa chị, là em bé em là phải ở trong cái sốt huyết nội đó. Thì bên trong đó khi mà mình chưa sinh nó chưa có bị rách màng bọc gì đó chị. Đó, là em bé em nó bị vàng da. Ôi trời, một tuần lễ trời nằm ở phòng dưỡng nhi lại không được gặp con, lại bị tắc tuyến sữa.
về nhà không trời đủ em chuyện em, luôn. Dạ đủ thứ chuyện luôn chị, em nói sao mà nó gian nan đến mức như vậy. 3 ngày sau là bên bệnh viện cho em về và không cho em ở lại. Ngày nào mình cũng phải ngồi xe đẩy á, mình ngồi xe đẩy chồng em đẩy vô để mình thăm con, mà đứng từ bên ngoài nhìn vô cái lồng kính lại đứng khóc. Ngày nào cũng đứng khóc như ngày nào. Một cảm giác đó khó chịu lắm. Dạ khó chịu lắm chị. Nhưng mình cũng mới gặp nó được đặt lên người em da kề da được khoảng hình như là được khoảng 2 3 phút thôi á chị. Là phải mang nó ra tại vì bác sợ vàng da, là phải mang ra vội vàng đi tắm, vội vàng đưa vô chuyển vô phòng nhi liền, phòng dưỡng nhi liền luôn. Rồi lại mình mới được có gặp con 2 phút à. Rồi những cái ngày trong bệnh viện thì cũng là à bé vẫn phải nằm ở trong đó, vẫn đẩy mình ra trong cái khung giờ thăm là từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Tuần lễ trời lại không gặp con. Đến cái ngày mà gặp con là em cứ giống như là một cái gì đó mà cái một cái cầu vồng mở ra trước mặt mình vậy á. Ừ. Người ta chuyển con mình ra. Với một đứa trẻ mà được nhận quà khi mẹ đi chợ về. Dạ. Bà này là chắc cứ ẵm con rồi cười tủm tỉm cười hoài luôn. Chứ không vậy. Em không được ẵm chị, chồng em ẵm từ lúc ở bệnh viện đến lúc về nhà em không hề được đụng vào con luôn. Bực không? Bực chứ gì, cái lý ghê luôn. Ủa? Bé mà nó biết nói chuyện á, nó nói ủa nó đâu chọn tôi đâu. Vậy đó chị, không cho em ẵm luôn chị, cưng ẵm đi trên xe, ngồi trên xe ẵm hết mọi thứ luôn. Lúc đó là mình bình thường là vẫn đánh xe chở em đi, mà bữa đó là bắt ráp đi, nói là họ ủa sao bắt ráp đi vậy, để không, để tí anh ẵm con. Rồi một tuần lễ trời mình cũng không được ẵm con luôn chị. Bắt đầu về tới nhà thì khi mà bé bú mình á, trời ơi chị ơi, sữa ra ào ạt. Nó giống như thật sự cơ thể của người phụ nữ mình rất là hay luôn chị, sữa ra ào ạt. Và em nuôi con bằng sữa mẹ đến bây giờ đã là 19 tháng rồi, vẫn còn nuôi con bằng sữa mẹ. Ừ. Hay quá. Dạ. Tại vì cái sự tiếp xúc của mẹ con á, nó cũng kích thích rất là nhiều tuyến sữa để nó được hoạt động một cách bình thường á. Đúng là một tuần không được gặp con, cái việc mà sữa khó về cũng rất là dễ hiểu. Dạ đúng rồi. Ừ. Chị. Mình bị stress đó chị. Mình bị stress nó làm ảnh hưởng đến cái tuyến dành ẩm vậy đó chứ có dành chăm không? À, ông xã em thì là đặc tính là công việc nhiều quá chị. Ừ. Đi làm là từ sáng đến tối. Này bà binh chồng nè. Vậy là bà binh chồng. Dạ không, ý em đang kể là đi làm từ sáng đến tối, xong tối về là phụ em những cái việc khác thôi. Còn đêm thì anh vẫn để cho anh ngủ, em đẩy anh ảnh vào phòng khác ngủ để cho nhiều như con nó có thức giữa chừng, nó không bị ảnh hưởng công việc của anh á. Anh không chịu, anh nói thôi ở bên em thì có gì anh phụ cho em, mà hầu hết là thời gian của anh là công việc là nhiều á, cho nên là em cũng may mắn là có mẹ ruột của em á ở gần đó thì cứ qua lại sáng tối về đó chăm sóc cho em, cho nên nhiều khi là cũng không đến việc ảnh làm nữa, bà ngoại dành làm hết rồi. Dạ. Thôi tốt quá. Nói chứ cũng vừa thôi chứ. Không lẽ thêm khúc này nữa. Nói chung là qua phải nói là về cái tinh thần á, thì em quá là viên mãn. Yeah. Quá là hạnh phúc khi có một cái binh đoàn để mà yêu thương em, và đặc biệt là cái người bạn đời của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái hành trình nuôi con, chăm con và sanh con của mình nó cũng có biến cố, nhưng nó đều vượt qua hết bằng cái tình thương. Cho nên là em vẫn cứ tận hưởng cái điều đó ha. Dạ đúng rồi. Và bây giờ nếu như mà để dành một cái lời nhắn gửi thì em sẽ dành cho ai? Nếu mà nói về dành lời nhắn gửi đó thì chắc là người đầu tiên mà em không thể nào mà không dành những lời yêu thương, đó là mẹ ruột của em và ba của em. Thật sự là rất là may mắn khi mà em có ba mẹ vẫn còn mạnh khỏe để mà chăm cho em từ cái lúc em mang bầu. Em mang bầu thì ngày nào mẹ cũng làm đồ ăn và chạy qua nhà đưa, thậm chí không hề vào bếp nấu một bữa nào. Rồi khi mình đi sinh mẹ cũng lật đật, mẹ chỉ bộ mặc được bộ đồ rồi vào trong bệnh viện, rồi vừa khóc vừa van xin mọi thứ để cho em vượt qua. Rồi khi mà sinh xong một tay mẹ cũng phụ em chăm hết mọi thứ. Đó là lời đầu tiên, đó là cái lời mà em muốn nhắn đến người đầu tiên là mẹ em. Tiếp theo đứa cũng là ba em, cũng đã hỗ trợ cho và yêu thương mẹ con em rất là nhiều. Và tiếp tục nhớ là ông xã của em, thật sự rất là cảm ơn anh. Tại vì em vẫn hay nói với anh là nếu mà có kiếp sau thì nhớ mà ráng kiếm ra em để cho em được làm vợ anh nữa nha, là như vậy. Thật sự là cảm ơn anh đã tìm kiếm ra em và đã cho em một cuộc sống rất là vẹn toàn, cho em những đứa, cho em một em bé rất là đáng yêu, và cho em cả một gia đình chồng cũng là tuyệt vời như bản thân anh vậy.